Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình LGBT tôi đến cùng với các bạn trong một cái chủ đề hướng những người phụ nữ sau khi ly hôn đến một cái cuộc sống bình an và có một cái sự lựa chọn tốt đẹp hơn sau khi mà các bạn đã chấm hết một cuộc tình với người đàn ông trước đó. Bây giờ chúng ta có thể nói về hai cái kiểu dạng phụ nữ. Một kiểu dạng phụ nữ là không muốn bỏ chồng mà bị chồng bỏ, tức là bạn bị chồng đơn phương ly hôn. Vì lý do là chồng đang ngoại tình, chồng có người phụ nữ khác, hoặc chồng không còn yêu bạn nữa, hoặc bạn không thật sự phù hợp và không mang lại hạnh phúc, cũng như là không thể đáp ứng nhu cầu tình dục cho anh ta và anh ta quyết định bỏ bạn. Cái điều này chúng ta không có xét đến cái vấn đề là bạn sẽ cảm thấy cay cú hay là cảm thấy rất là buồn khi mà người đàn ông đó quyết định như vậy. Và tôi chắc chắn rằng trong tình huống nào đi nữa thì người đàn bà cũng sẽ đau khổ, tuyệt vọng vì bạn là cái người có cảm giác là bị bỏ lại. Bạn sẽ rất là hận, rất là cay đắng. Tuy nhiên vẫn có một số ít những người cảm thấy tốt đẹp sau đó. Nhưng mà cần phải có thời gian để bạn mới có thể vượt bậc trong cái cách nhận thức của bản thân. Nếu mà bạn đã có một cái cuộc hôn nhân mà có cái thời gian ly thân trước đó lâu rồi á, thì các bạn bước đến cái việc ly hôn nó sẽ không quá khó khăn với bạn đâu. Nhưng mà đối với một người mà chồng có người thứ ba rồi đột ngột ly hôn bạn trong một cái trạng thái bạn không hề biết gì, thì cái tâm lý cay đắng, cay cú, hận tình của các bạn sẽ xuất hiện. Còn trong cái trường hợp bạn và người đó thỏa thuận ly hôn, thì cái chuyện này bạn có thể là người chủ động hay là nguyên đơn để mà đề nghị ra vấn đề ly hôn, hoặc là anh ta cũng sẽ đồng thuận với cái việc chia tay của bạn. Nguyên nhân chính trong cái việc các bạn chia tay là cũng bởi vì chồng của các bạn có người thứ ba. Và những cái vấn đề mà chồng của các bạn là người tốt hay là người đàn ông không tốt, người đàn ông lăng nhăng hay là người đàn ông không lăng nhăng mà vướng vào cái căn bệnh ngoại tình, thì rất là nhiều người phụ nữ sẽ chọn cái cách là ly hôn người chồng đó. Đặc biệt đối với một số người phụ nữ, khi mà họ đã được giáo dục, họ đã có định kiến trước hôn nhân là nếu chồng tôi ngoại tình tôi sẽ bỏ người đàn ông đó ngay, thì đối với kiểu người phụ nữ đó thì họ sẽ rất ràng buông, dễ dàng buông tay khi mà chồng họ ngoại tình. Và cái lối nghĩ và cái cách nghĩ của họ nó sẽ là như vậy khi mà chồng họ ngoại tình như thế đó, thì họ sẽ chọn cái cách là chia tay cho nó gọn lẹ. Họ sẽ chọn cái cách chia tay để mà khẳng định được cái giá trị bản thân, và họ sẽ không nhân nhượng với cách sai, và họ sẽ cảm thấy rất khó chịu khi mà người phụ nữ nào đó sống mà nhẫn nhịn chồng, hoặc là đang chỉnh sửa để cuộc hôn nhân của người ta trở nên tốt đẹp hơn. Họ sẽ định kiến, họ sẽ rất là ghét những người phụ nữ nào có vẻ như là nhu nhược, không bỏ chồng, và họ dường như là muốn cả thế giới này đều bỏ chồng theo ý của họ, bởi vì họ đã làm được điều đó thì họ phải khuyến khích người khác giống như họ. Còn riêng bản thân tôi là người phụ nữ đã từng ly hôn, nhưng tôi không khuyến khích các bạn ly hôn. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì các bạn phải xét xem cái yếu tố chồng bạn có đáng là người đàn ông cần phải ly hôn hay là không. Và trước khi các bạn ly hôn, các bạn cần phải cho mình cơ hội và cho người đàn ông đó cơ hội để chỉnh sửa cuộc hôn nhân đó nữa. Và nếu mà bạn sẽ chọn cái cách là ly hôn thì người đàn ông đó phải là người đàn ông tồi tệ, người đàn ông không có khả năng thay đổi, và bạn cũng không thể thay đổi được người đàn ông đó nữa. Và trong cái việc mà bạn quyết định đến cái vấn đề ly hôn, có rất là nhiều người lại thuộc vào cái nhóm người phụ nữ không thể ly hôn được, tức là lệ thuộc về tiền bạc, thấy mình không được đẹp, thấy mình lớn tuổi, thấy mình không thể lấy ai hơn anh ta được nữa, thì lệ thuộc về một số vấn đề tình cảm, hoặc là quá yêu chồng mà không bỏ được chồng, thì đây là cái nhóm người sẽ ở lại với cái cuộc hôn nhân đó. Họ sẽ chỉnh sửa để mà cảm thấy tốt đẹp hơn trong những cái vấn đề họ hành xử với chồng. Còn không thì họ sẽ lì ra mà sống, họ sẽ bơ đi mà sống, hoặc là họ sẽ cứ sống như thế, không cần chỉnh sửa gì hết, mặc ai, lấy no thân ai, người đấy giữ, coi như sống gần như trạng thái ly thân và không nhìn mặt nhau nữa. Có những cặp vợ chồng chọn cái cách như thế. Nhưng mà khi mà bạn là cái đối tượng mà đã quyết định ly hôn một cách rõ ràng, chồng bỏ hay là bỏ chồng đi nữa cũng không quan trọng đây nữa rồi. Vấn đề chính yếu bạn phải là cái người nhìn về cái con đường mà bạn sắp đi đến. Đó là con đường bạn cần phải chuẩn bị cho cái tương lai của mình. Nếu mà bạn không thể trở thành một người phụ nữ tu hành, tức là bạn không thể sống một cái cuộc sống mà thanh đạm, ăn chay niệm Phật và sống một mình, tức là bạn không chọn cái hướng
sống cô đơn, sống độc lập hoặc là sống theo cái lý tưởng cá nhân của mình, mà bạn vẫn muốn rằng bạn sẽ tìm kiếm ở đâu đó trên thế giới này vẫn có một người đàn ông để cho bạn yêu thương, bạn sẽ tìm kiếm. Thì lời khuyên chân thành của tôi đến với các bạn là tôi khuyên các bạn nên tìm đến những cái sân chơi rõ ràng công khai ở trên đài truyền hình. Bởi vì ví dụ như là có những câu lạc bộ bạn muốn hẹn hò này, hoặc là ghép đôi thần tốc này, hoặc là rất là nhiều cái chương trình mà đài truyền hình các tỉnh đều kết nối những người dang dở, những người mất vợ mất chồng, hoặc là những người do học hành mà quá lứa lỡ thời, quên đi tuổi xuân để mà đã không còn nghĩ là mình cần lập gia đình nữa, đến lúc mà mình nghĩ thì mình đã lớn tuổi rồi. Hoặc là có một số người khá là chuyên chuyên lận đận trong tình cảm, thì đây là một cái sân chơi kết nối rõ ràng, công bằng và trong sáng. Tuy nhiên vẫn có một số phần trăm nào đó nhỏ nhỏ là không 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 được như ý, nhưng mà đa phần các bạn sẽ không cần phải lo là người đàn ông đó nói dối, hoặc là người đàn ông đó đang có gia đình mà đi lên những cái câu lạc bộ như vậy. Đa phần là người ta khi mà người ta dám công khai thì giảm thiểu được những cái thành phần xấu rồi. Đương nhiên không phải nói là 100% tốt hết. Họ vẫn có một cái sự dè dặt nào đó khi mà nói về bản thân mình, tại vì họ bộc lộ cái bản thân của họ trước đám đông thì họ cũng phải giữ kẽ một phần nào đó. Cái đó là điều đương nhiên rồi. Thì cái việc tìm hiểu họ là cái chuyện của các bạn. Sau khi mà các bạn đã kết thân và chọn họ là cái đối tượng tìm hiểu thì đây là công việc của bạn. Còn sân chơi đó là cái sự kết nối giúp cho bạn tìm thấy một cái đối tượng phù hợp với bạn. Vì người ta đã tìm cho bạn một cái đối tượng theo yêu cầu của các bạn thì có lẽ là rất là dễ matching, rất là dễ khớp lại. Đây là cái điều mà tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn là những cái trang mạng mà bạn tự tìm kiếm. Tuy nhiên thì tôi cũng nói thật với các bạn là bản thân tôi cũng kết hôn thông qua mạng. Bởi vì tôi ban ngày đi làm, ban tối thì đi dạy học. Thứ bảy chủ nhật thì tôi lại phải đi chơi với con, đi chùa, đi du lịch, nên tôi không có một cái môi trường để kết bạn với những người bạn nam. Và đặc biệt là những cái đối tượng bạn nam xung quanh tôi thì là những cái người mà đã có gia đình, hoặc là những người mà tôi không vừa ý. Có những người đàn ông độc thân nhỏ hơn tôi nhưng mà tôi lại cảm thấy không có phù hợp. À, thì tôi muốn nới rộng cái phạm vi tìm kiếm ra, thì bản thân tôi cũng đã nhờ những cái trang mạng trên internet và tìm được rất là nhiều người đàn ông trên toàn thế giới này. Có rất là nhiều người hay và thú vị các bạn nhé. Họ ở những cái quốc gia khác nhau và bản thân tôi cũng đã xây dựng được những cái tình cảm rất là thú vị, rất là tốt với một số người. Chúng tôi không hề quan hệ tình dục nhé các bạn nhé. Chúng tôi quen biết với nhau 4 5 năm trời vậy đó. Thì họ là những Việt kiều về nước rồi cũng gặp tôi, cũng đi chơi, cũng dẫn đến nhà người thân, nhưng mà chúng tôi lại không quan hệ tình dục. Tức là chúng tôi cảm thấy rằng chỉ có thể là bạn thế thôi. Tức là tôi vẫn cảm thấy rằng khi mà gặp trực tiếp thì tôi cảm thấy là có cái điều gì đó tôi không phù hợp. Tôi cảm thấy tôi không phù hợp nên tôi không có chọn người đó sẽ là một cái người mà người yêu hoặc người tình, hoặc là một cái người có cái mối quan hệ nam nữ với tôi, mà đó chỉ là người anh, một cái người thân nào đó thôi. Thế nên là các bạn khi bước vào một mối quan hệ sau ly hôn, các bạn cũng nên nghiêm túc và chín chắn, đừng có vội. Đừng có vội lao vào họ mà ăn tươi nuốt sống hoặc xé ăn sống. Sau khi ly hôn thì các bạn sẽ gặp một cái vấn đề là cái sự cuồng dục trong bạn nó rất là lớn, cái nhu cầu tình dục trong bạn nó rất là cao. Do đó bạn phải thường xuyên kiểm soát mình tốt. Mặc dù bạn là người ăn chay, bạn là người niệm Phật đó, nhưng mà cái nhu cầu tình dục của bạn nó luôn luôn thôi thúc làm cho bạn phải khó chịu, làm cho bạn phải khó thở, làm cho bạn nhiều khi đang đi làm mà phải thủ dâm. Đấy là những cái chuyện mà tôi nói trắng ra là cuộc đời là như thế. Cuộc sống nó là như vậy. Đấy, thế nên là các bạn phải hiểu rằng khi mà các bạn đối trị với những cái điều đó thì các bạn phải là người có nghị lực rất là mạnh. Các bạn không cần phải cố đè nén nó, mà các bạn cứ làm ngơ nó, giống hệt như các bạn ngồi thiền vậy đó. Khi mà cái cơn tình dục, hứng tình của các bạn đến, các bạn làm ngơ nó và lập tức các bạn phân tán cái tư tưởng của mình vào một chuyện khác, thì các bạn sẽ không bị nó lôi cuốn và ép các bạn phải thỏa mãn cái cơn khát tình đó. Trong một số trường hợp thì nhiều người phụ nữ không không thể vượt qua được cái cảm giác đó và họ vẫn chọn cái cách là thủ dâm. Các bạn có biết những cái câu chuyện người phụ nữ khi vào tù không? Những người phạm nhân là phạm nhân nữ đó,
họ đa phần là thủ dâm bằng những cái dụng cụ, ví dụ như là quả 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 cà rốt này, củ cà rốt này, rồi củ cải, rồi dưa leo chẳng hạn, vân vân, quả chuối chẳng hạn. Hoặc là nhờ người ta mua cái hạt é bỏ vào trong bao cao su rồi đổ nước vào để làm cái dương vật giả. Các bạn thấy đó, cái sự mà ham muốn về tình dục sau khi ly hôn, các bạn không có người đàn ông, các bạn sẽ trở thành một trong những đối tượng mà tôi đã kể ra. Vậy thì cách mà bạn vượt qua cái sự khống chế của tình dục nó như thế nào, nó còn phụ thuộc vào cái tính cách và con người của các bạn nữa. Cái điều mà tôi muốn chia sẻ cùng với các bạn đây á, là các bạn phải biết tìm cái người đàn ông xứng đáng cho mình. Các bạn phải từ từ, các bạn phải kiểm chứng tất cả những cái điều mà người đàn ông đã nói. Vì các bạn phải biết cách nhìn nhận người này. Tôi cũng đã tư vấn cho một nữ thân chủ sau khi mà cô ly hôn, thì cô đã bị người đàn ông cô yêu á, là lừa 20 triệu. Mà cô đi tư vấn tôi có 1,2 triệu à. Đó. Cái bài học mà cô ấy không chịu học để rồi mất 20 triệu. Tức là người phụ nữ này ấy, là người phụ nữ cũng khá là kiệm tiền đó. Nhưng mà đối với đàn ông, đối với người cô ta yêu mà cô ta sẵn sàng đánh đổi. Tức là cô ta cũng sau khi mà ly hôn thì bản chất cô ta trước khi ly hôn thì đã là một người phụ nữ ngoại tình rồi. Thì cái tính con người của cô ấy cũng là cái người ham dục, cũng là thèm khát tình dục và cũng muốn lấy tình dục để trói chân người khác. Nhưng mà khi tình cảm các bạn không xây dựng được thì cái tình dục đến cũng chỉ là cái việc mà đói thì ăn, khát thì uống. Các bạn hiểu rõ cái điều này nhé. Đối với người đàn ông, khi bạn không tạo dựng cho họ một cái tình yêu thật sự thì cho dù bạn có lấy tình dục để mà làm vừa lòng họ đi nữa, họ cũng rất là dễ chán bạn. Nhưng mà cũng có trường hợp là họ hợp với nhau về tình dục, họ nghiện nhau, thì đấy lại là những cái câu chuyện ngoại tình kìa. Còn cái đối tượng mà hai người đang tìm hiểu nhau mà bỗng nhiên say tình với nhau sau khi mà các bạn ly hôn á, thì đó lại là một cái trường hợp ít gặp hơn. Tại vì những cái hoàn cảnh mà yêu nhau trong ngang trái này, ngoại tình này, thì đa phần người ta tìm đến với nhau chỉ để thỏa mãn tình cảm và tình dục, thì họ cực kỳ hợp với nhau. Còn cái đối tượng mà các bạn bây giờ đang tìm hiểu một cách công khai, các bạn đâu có bị ai cản trở đâu, thì cái việc mà các bạn mê đắm nhau rất là ít. Các bạn từ từ, đặc biệt là ở cái vấn đề là chậm chậm. Bởi vì sao? Các bạn phải xây dựng được một cái tình cảm thật sự. Hoặc là nếu có nhanh lắm đi nữa thì các bạn cũng phải biết nhìn ra cái con người đó. Câu hỏi các bạn đặt ra cho tôi là tại sao mà tìm được cái người trên mạng để kết hôn? Bạn tôi cũng vậy các bạn. Bạn tôi có một người tìm được một cái đối tượng ở Nhật để kết hôn. Học sinh của tôi thì cũng có một người tìm được một cái đối tượng ở Nhật và kết hôn. Hai người kết hôn ở Nhật và một người kết hôn ở Pháp. Bạn của tôi là có bộ ba người. Thì cả tôi nữa là bốn. Bốn người thì đều sống ở nước ngoài hết. Cái vấn đề chính yếu là chúng tôi đều nhờ mạng hết các bạn. Vậy thì cái cách chọn lựa người ở trên mạng nó như thế nào? Các bạn khi mà quen biết với một ai đó, người ta có một cái lý lịch rõ ràng. Tức là người ta đã sẵn sàng để mà tiếp đón những người bạn một cách chân tình và tử tế nhất. Còn những cái người mà người ta không cho bạn biết gì về họ, hoặc là họ mới lập Zalo ngày hôm nay thôi, hoặc họ mới nói với bạn rằng từ trước giờ họ không chơi Facebook, rồi từ trước giờ họ là cái người kín tiếng, cái điều đó là bạn cần phải xác minh lại. Bởi vì họ không muốn cho bạn thấy tất cả mọi điều, thì nơi con người họ có rất là nhiều điều đáng nghi ngờ và đáng phải tìm hiểu đấy. Thế nên đối với một người mà công khai, rõ ràng, minh bạch thì không có gì các bạn phải lo nghĩ hết. Ví dụ như khi tôi ha, tôi với chồng tôi có khoảng thời gian quen nhau là 45 ngày là chúng tôi đăng ký kết hôn. Nhưng mà vì chồng tôi là cái người mà đã đạt được những cái điểm barem tôi cần. Các bạn hiểu không? Các bạn lấy chồng các bạn có barem điểm không? Tức là tôi muốn đặt cho các bạn các câu hỏi là khi lấy chồng bạn có cái điều kiện tiêu chuẩn để lấy người đàn ông không? Bản thân tôi nhé, tôi có hai đời chồng nhưng mà tôi lấy ai tôi cũng phải có điều kiện. Tôi gặp đúng cái người đó tôi mới lấy. Còn cái người mà không giống như vậy là tôi không có quen đâu. Thế nên có một số bạn bạn hỏi là chị ơi, nếu mà chị trong cái tình huống của em thì chị sẽ như thế nào? Tôi mới nói với người phụ nữ đó rằng chị không thể đặt cho em cái tình huống đó. Nhưng mà người phụ nữ đó cứ ép tôi là phải đặt mình vào cái tình huống của cô ta. Thì tôi nói là chị đặt câu hỏi như vậy thì em cũng nói thẳng luôn nhé. Tại vì chị muốn quá thì em trả lời là đối tượng như chồng của chị em không bao giờ kết hôn.
Cô ấy hỏi tại sao? Em không thể nào kết hôn với một người đàn ông như thế được, bởi vì người đàn ông như thế anh ta đâu có cái tầm nhận thức gì đâu, anh ta đâu có cái giá trị học vấn gì. Em kết hôn với người đàn ông đó, con em nó sẽ ra sao? Thằng cha nó đã ngu như thế rồi thì thằng con nó, con em nó cũng ngu hay sao hả chị? Rồi thằng cha đó là một cái người đàn ông không có chí khí, em lấy vào một thời gian nữa công ăn việc làm không có, rồi những lúc mà em ốm đau bệnh tật thì nguồn tài chính sẽ ở từ đâu ra đó. Và cái người đàn ông như vậy là cái người đàn ông không bao giờ em chọn làm bạn rồi, chứ đừng có nói là em lấy làm chồng đó. Chị muốn hỏi thì em nói thẳng ra, em nói là em không bao giờ chọn cái đối tượng chị chọn làm chồng để lấy làm chồng. Thế nên là chị đừng có hỏi là trong cái tình huống này em làm như thế nào, mà cái cuộc hôn nhân của chị là do chính chị mong muốn, chị sống với người đàn ông đó như thế nào và kiểu người của chị nó phù hợp với người đàn ông đó thì chị sống với người đàn ông đó. Chứ cái kiểu người như em là không có lấy chồng của chị làm chồng đâu. Thế nên là em không trả lời câu hỏi của chị được. Đấy, thế nên là các bạn đừng có giao cái cuộc đời của mình cho người tư vấn. Mà chúng ta nghe những lời khuyên của người tư vấn trong hoàn cảnh cá nhân của mình. Cái sức của mình là như vậy, mình chọn cái người bạn đời như vậy. Nếu mình thay đổi chỉnh sửa được thì tốt. Còn nếu không chỉnh sửa được thì chúng ta phải đối diện với cái việc là chúng ta ly hôn với người đàn ông đó. Tôi vẫn khẳng định với các bạn rằng tôi là người phụ nữ ly hôn, nhưng tôi không khuyến khích các bạn ly hôn. Tôi vẫn khuyến khích các bạn nên chỉnh sửa. Nếu mà không chỉnh sửa được thì cái việc chia tay là cái điều cần thiết cho cả hai. Khi mà các bạn không còn tình yêu, không còn sự tôn trọng và lừa dối nhau trong tình cảm thì đó là cái điều vô đạo đức nhất dành cho cả hai người. Và cái việc mà chia tay lại là cái điều cần thiết và đó là giải pháp tối ưu cho cả hai người, chứ không phải riêng gì một mình bạn. Một đứa con nó cần cha nhưng mà sống trong sự giả dối, nó sống trong cái môi trường mà cha mẹ thường xuyên xem thường nhau, chửi cãi nhau thì đứa con nó cũng đâu được hạnh phúc đâu. Thà rằng các bạn chọn cái hướng chia tay để mà giáo dục con nó ổn định, nó tốt đẹp hơn thì vẫn là cái giải pháp an toàn và là cái sự lựa chọn mà chúng ta không thể né tránh được. Khi mà cái sự hoàn hảo nó không còn thì bắt buộc phải lựa chọn, mà cái sự lựa chọn nó không bao giờ được hoàn hảo hết. Thế nên các bạn không thể đòi hỏi cái sự hoàn hảo, chỉ đòi hỏi được cái mức tương đối trong cái sự không hoàn hảo đó mà thôi. Trong một số trường hợp khi bạn đã có nhu cầu tìm thấy một người đàn ông để mà các bạn tiến đến hôn nhân hoặc là tìm được một chỗ dựa chẳng hạn, tôi nói trắng là như vậy, thì các bạn cần phải có nhiều thời gian hơn để tìm kiếm đối tượng cho mình. Và riêng bản thân tôi đã bỏ ra khoảng thời gian 10 năm để đi tìm một người đàn ông. Đó. Chứ tôi đâu có phải là thấy người nào tôi cũng chộp, người nào tôi cũng bắt đâu. Có rất là nhiều anh chàng độc thân, người ta cũng làm đến mức trưởng phòng, tán tỉnh tôi, nhưng mà tôi nhìn vào gia cảnh của họ, tôi cảm thấy tôi mệt quá à. Tại vì gia cảnh của họ không cân xứng với tôi thì rất là đuối cho tôi. Tôi vào gia đình của họ, tôi phải gánh vác gia đình của họ, tôi cảm thấy tôi không nên làm như vậy. Mà người như tôi đã có con rồi, tôi sẽ tìm một cái đối tượng mà người đàn ông đó chia tay mà vợ nuôi con hoặc là con ở nước ngoài, con đã trưởng thành, thì tôi với người đàn ông đó sẽ cùng sống nhau và có thể là đi du lịch hoặc là sẽ kết hôn với một người mà có đầy đủ những yếu tố mà tôi cần đó. Và may mắn là tôi cũng tìm được người đàn ông như thế và tôi cũng tìm được nhiều đối tượng giống như vậy lắm, nhưng mà tôi cảm thấy chưa phù hợp nên tôi không chọn. Và đặc biệt tôi là người phụ nữ sau ly hôn, tôi là người phụ nữ rất là kén chồng bạn nha, chứ đừng có tưởng là một người phụ nữ sau ly hôn như tôi lại là cái người phụ nữ mà ai tôi cũng chịu, ai đến tán tôi cũng chịu. Không có, tôi là cái người cho phép mình được chọn lựa những cái điều tốt đẹp cho bản thân. Có lẽ có một số người thứ ba nghe đến đây thì nghĩ rằng tôi là cái người sống thực dụng. Nếu mà bạn cho rằng bạn sống về tình yêu, tôi hỏi là bạn có được hạnh phúc trong tình yêu của bạn hay không. Còn riêng tôi rất là hài lòng với cái cuộc hôn nhân sau của tôi đó. Tôi sống rất là thoải mái. Và đương nhiên những cái điều mà tôi không muốn nói ra, bởi vì sao? Nếu mà bạn xem đó là hạnh phúc thì những cái điều đó với bạn là điều bình thường. Bạn chỉ cần biết là người đó có hạnh phúc hay không là bạn nhìn vào cái cuộc sống của họ, thì cái đó không có thể nào mà dối trá được. Bạn nhìn vào gương mặt của họ, nếu mà một người phụ nữ đau khổ về tình thì cái điều đó nó hiện rõ trong cái cách hành xử, trong cái lời nói, trong cái sự cay đắng, cay nghiệt của họ. Còn người phụ nữ mà người ta an toàn, người ta bình yên thì người ta không có cái yếu tố đó. Khi mà các bạn đến với một cuộc tình nào đó, các bạn phải biết chọn lựa cho mình cái đối tượng đàn ông. Khi mà các bạn sử dụng quyền năng lựa chọn của mình thì cũng chứng tỏ là các bạn có giá trị. Trong cái khoảng thời gian mà tôi ly hôn thì tôi đã cố gắng học tập, tôi đã cố gắng tạo dựng nên tài sản để tôi tự tin chọn chồng. Các bạn hiểu không?
Khi mà các bạn đã thể hiện mình là người có quyền chọn lựa thì bạn phải là cái người có ưu điểm gì đó. Tại sao chồng của tôi lại chọn tôi mà không chọn một cái cô gái mới lớn, hoặc là chọn một cái cô gái còn trinh, hoặc là chọn một cái người phụ nữ nào đó chưa có con mà anh ta lại chọn tôi? Bởi vì tôi là cái người phù hợp nhất cho anh ấy. Và tôi cũng tự tin rằng tôi là người đàn bà sáng giá nhất trong tất cả những cô gái đến với anh ta. Có vậy thôi. Bởi vì bản thân tôi phải tự tin về điều đó, và tôi cảm thấy người đàn ông này an toàn. Tôi cũng là một người phụ nữ an toàn. Tôi là người tốt, người đàn ông đó là người tốt. Người đàn ông đó có hiếu với cha mẹ, người đàn ông đó có tài sản, người đàn ông đó có tài năng, người đàn ông đó có tất cả mọi thứ, không vướng bận, chưa từng kết hôn với ai, chưa có con, thì đâu có lý do gì mà tôi không kết hôn với họ. Thời gian ngắn hay dài không quan trọng, mà quan trọng bạn phải nhìn ra được cái đối tượng đó phù hợp và dành cho bạn. Bạn hiểu không? Chứ bạn, tôi thấy có nhiều người có một cái định nghĩa rất là buồn cười, là yêu đương một cái người đàn ông nào đó, rồi nói rằng không thể sống, không thể sống được khi mà không có người đàn ông đó. Vậy mà khi kết hôn chỉ vài tháng thôi, sống với nhau là đã cãi nhau, buông bét và bỏ nhau rồi. Tôi với chồng tôi chỉ có khoảng thời gian 45 phút, 45 ngày thôi. Mà chúng tôi nay đã sống được 4-5 năm rồi. Vậy có khác với những cái cặp vợ chồng tìm hiểu nhau 4 hoặc 5 năm rồi bỗng nhiên chia tay nhau trong vòng vài tháng sau đám cưới không? Vậy đâu mới là tình yêu thật? Và yếu tố gì có thể duy trì được một cái cuộc hôn nhân như vậy? Thời gian bạn tìm hiểu bao lâu là sẽ đủ? Nếu bạn không nhìn ra bản chất, không nhìn ra được những cái vấn đề mà bạn phải đối diện sau khi mà kết hôn với người đàn ông đó, bạn không nhìn được những cái tính xấu của họ và bạn không biết cách vượt qua khi mà sống đối diện với tính xấu của họ, thì bạn có kết hôn bao nhiêu lần đi nữa thì hôn nhân của bạn vẫn bị gãy đổ. Bạn hiểu không? Người đàn ông có thể có những sai lầm trong cách hành xử, nhưng những sai lầm đó nếu mà nghiêm trọng đến cái việc lăng nhăng, hoặc là anh ta có những cái tật liên quan đến vấn đề mà lường gạt về tiền bạc hoặc là giá trị về tài sản, thì những cái yếu tố đó cực kỳ nghiêm trọng thì các bạn không thể kết hôn được. Và nếu kết hôn thì hôn nhân của các bạn cũng sẽ gãy đổ. Có thể trong cái thời gian bạn tìm hiểu bạn sẽ không phát hiện ra điều đó, nhưng khi sống chung bạn gặp cái yếu tố đó, thì khi mà bạn đã quyết định đến cái việc mà ly hôn với họ thì bạn không nên nối tiếc. Bởi vì bạn chỉ cần phân định rõ ràng, bạn nhìn về cái cuộc hôn nhân đó, bạn đã phát hiện ra những cái bản chất mà người đàn ông nó không thay đổi được, thì bạn chấm dứt, đóng nó và khóa chặt nó lại, không chạm đến nó nữa, và tiếp tục cái cuộc hành trang tìm kiếm cho mình một người đàn ông xứng đáng. Và người phụ nữ sau ly hôn, nếu mà mình đã lỡ lấy một người đàn ông do tuổi trẻ bốc đồng, do mình chưa có kiến thức chọn người, thì cái việc mà tìm lại cho mình một cái điểm tựa, tìm cho mình một cái người bạn đồng hành để mà tiếp tục cuộc hành trình của mình, hoặc là sinh con, tạo lập gia đình cùng với họ, là cái điều mà nhiều người phụ nữ tìm kiếm. Và tôi chính là minh chứng dành cho những một số các đối tượng mà sau khi ly hôn bây giờ đang chới với giữa dòng và không biết là mình sẽ làm như thế nào để chọn chồng, cũng như là không biết cách như thế nào để tìm cho mình một người đàn ông đúng nghĩa để mà kết hôn. Thì tôi hy vọng rằng với cái phần chia sẻ của tôi rất là rõ ràng và minh bạch như vậy, thì các bạn cũng nên suy nghĩ, nên tư duy là tại sao tôi có thể tìm được những người bạn tốt mà bạn thì lại tìm thấy những cái người đàn ông mà chỉ có thích là trịch xong chơi, chơi xong chuồn, chuồn xong dông. Thì những cái đối tượng đó bạn quan hệ tình dục sẽ rất là nguy hiểm, bạn sẽ ăn sống sẽ rất là dễ bị bệnh. Tại vì cái đối tượng có một số người đàn ông vẫn đang có vợ nhưng mà vẫn thường lên những trang mạng để tìm những cái con bò lạc, những cái người phụ nữ ngây thơ mới vào trang mạng để tìm đàn ông, thì họ sẽ ra sức tấn công, và một là lừa tiền, hai là muốn ngủ với người đàn bà đó vài ba hôm rồi biến đi không tăm hơi. Thì phụ nữ phải chú ý đến cái yếu tố này để bảo vệ cho mình. Và bản thân bạn cũng nên giao tiếp với một số người đàn ông xấu, nhưng mà không quan hệ tình dục với họ, mình chỉ giao tiếp nói chuyện thôi, để mình học được cái cách đàn ông người ta sẽ lừa người phụ nữ như thế nào. Và rất là nhiều người đàn ông rất là mưu mô xảo trá, và đặc biệt là những người đàn ông đó người ta sẽ rất là kín tiếng, hoặc là người ta khoe ra người ta rất là giàu, nhưng mà cái giàu của họ không có cho bạn, cái giàu của họ chỉ là lấy loe thôi. Bạn có biết người ta ở đâu đâu, bạn chẳng biết gì về họ hết. Người ta chỉ nói người ta là làm ở đó đó, mình có xác nhận được đâu. Và anh ta cũng chẳng bao giờ cho bạn biết anh ta là ai, anh ta cũng chẳng cho bạn một cái cơ hội nào đó để gặp gỡ người thân hoặc là bạn bè của anh ta hết. Nói chung với những người đàn ông mập mờ thì các bạn không nên bỏ thời gian để mà quan tâm, để mất thời gian để mà tìm hiểu. Bởi vì cái người mà người ta sẵn sàng bước đến cái việc mà tìm kiếm cho mình một nửa còn lại thì người ta luôn luôn nghiêm túc, rõ ràng và minh bạch. Các bạn hiểu không?
Thế nên là các bạn đừng có bỏ thời gian ra để suy nghĩ anh ta là ai, anh ta ở đâu, tại sao anh ta không cho mình về thăm nhà, vân vân và vân vân. Chỉ có những người có hành tung bất chính, người ta mới mập mờ, người ta mới không cho bạn nhìn thấy họ. Bạn hiểu không? Thế nên những người phụ nữ sau khi ly hôn mà muốn kiếm chồng, một tấm chồng đàng hoàng tử tế, thì nên từ từ chậm chậm. Các bạn hãy tận hưởng cái khoảng thời gian mình không có chồng đi. Là một người độc thân sau khi ly hôn cũng là một điều thú vị mà người đàn bà nên trải nghiệm. Trải nghiệm cho thật là đủ để mà hiểu rằng mình có cần tìm thấy một người đàn ông khác hay không. Còn nếu mà cảm thấy mình là cái người mà có thể sống một mình, không quá khát vọng về tình dục, thì các bạn có thể là sống một mình. Các bạn có thể là sống theo lý tưởng cá nhân, tu hành, ăn chay niệm Phật, hoặc là sống một cái đời đức hạnh như thế nào đó, thì tùy các bạn chọn lựa. Nhưng mà đối với một số đối tượng cần lập gia đình, giống như tôi, thì tôi cũng hy vọng rằng rất là nhiều người phụ nữ sau khi ly hôn sẽ tìm được một nửa mảnh đời, một nửa mảnh ghép hoàn hảo nhất dành cho các bạn nhé. Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành lắng nghe phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần chia sẻ sau.